Viện Hương nức nở kể về những chuyện phải giấu kín về Phi Nhung. Sau 2 tuần Phi Nhung qua đời, tang lễ của cố được gia đình và người thân cận ở Mỹ tổ chức sáng 13 tháng 10 giờ Việt Nam. Người hâm mộ và các nghệ sĩ có mặt khá đông tại chùa Huệ Quang thuộc thành phố Santa Ana, California, Mỹ để tiễn đưa nữ ca sĩ. Tang lễ không nhận vòng hoa phúng điếu mà thay vào đó sẽ lập quỹ từ thiện để thực hiện tâm nguyện còn dang dở của nữ ca sĩ. Trong phần nghệ sĩ tưởng niệm, nghệ sĩ Việt Hương được ban tổ chức sắp xếp cho một thời lượng khá dài để cô chia sẻ cảm nghĩ và những kỷ niệm của mình về cố ca sĩ. Nữ diễn viên Việt Hương đã không kìm được nước mắt khi kể lại câu chuyện chăm lo và hậu sự cho nữ ca sĩ khi nhập viện. Cô là người được Wendy Phạm, con gái nữ ca sĩ, ủy quyền thay mặt lo cho công việc về Phi Nhung tại Việt Nam thời gian qua. Việt Hương bày tỏ, cô xuất hiện ở tang lễ khá muộn vì cố chịu đựng để không khóc. Hương gồng để Hương không khóc. Hương tới đây nhìn thấy đồng nghiệp, thấy tất cả khán giả ở đây yêu mến chị Nhung, Hương lại khóc và cố gắng sẽ nói tốt nhất. Đứng cạnh Wendy Phạm, Việt Hương kể lại hành trình hai cô cháu trao đổi trong vòng một tháng khi Phi Nhung nằm viện ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là những trao đổi của bệnh viện khi điều trị cho nữ ca sĩ mà cô sẽ phải thông báo với Wendy Phạm để lấy ý kiến của người thân. Mỗi ngày 2 lần, 6 giờ 18 phút mỗi sáng và 6 giờ 18 phút mỗi tối. Khi Việt Hương được thông báo, cô sẽ trao đổi lại với Wendy Phạm. Nhưng khi có những từ tiếng Anh chuyên môn trong y khoa, thì chồng cô sẽ nói với Wendy để hiểu về vấn đề tình trạng của Phi Nhung. Phi Nhung vào tới Chợ Rẫy, mỗi ngày Việt Hương đều cầu nguyện ăn không được. Việt Hương sợ, mỗi ngày đều phải nghe 2 lần về tin tức. Trong lúc giữa chừng có những tin khác nữa thì phải gọi Wendy dậy để coi con có đồng ý không. Việt Hương kể lại những giây phút hoang mang nhiều trạng thái cảm xúc khi nhận tin về bệnh tình của Phi Nhung và phải chia sẻ lại với Wendy để xin ý kiến của con gái Phi Nhung. Việt Hương nói tiếp, Việt Hương nghĩ là giọng nói của Việt Hương rất đặc biệt để đem niềm vui tới mọi người và giờ câu tôi đồng ý nó nặng nề vô cùng. Tất cả lời Wendy chuyển cho tôi, quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề lắm đâu. Lời nói của tôi có thể khiến Phi Nhung tốt hơn hoặc tệ đi. Việt Hương cho biết, tất cả các thông tin của Phi Nhung đều phải được bảo mật từ lúc nằm viện đến những ngày nằm chờ để bay về đưa tro cốt nữ ca sĩ về Mỹ. Cô xin lỗi Wendy vì không thể mang được thi hài về cho con nhìn mặt mẹ lần cuối. Lẽ ra hôm 22 tháng 8, Phi Nhung đã bay về Mỹ để đi show cùng Việt Hương, nhưng Hương đã từ chối. Hương sợ Hương về thì khi quay lại Việt Nam sẽ bị gián đoạn một thời gian không thể làm từ thiện. Nghe vậy, Phi Nhung mới nói Phi Nhung sẽ ở lại với Hương, khi nào về thì mình cũng sẽ về chung. Vậy mà hôm nay, Hương đem Phi Nhung về nhưng lại không được toàn vẹn Phi Nhung. Đáng lúc đó, Hương chấp nhận về Mỹ đi show thì hai đứa đã có thể về cùng nhau. Hôm 7 tháng 9 là ngày Phi Nhung đặt máy ECMO. Trước đó một ngày 6 tháng 9, Phi Nhung tỉnh lại và viết vào tờ giấy món ăn yêu thích của Phi Nhung, làm Việt Hương khóc quá trời. Phi Nhung muốn ăn khoai lang, một ngôi sao hạng A, rất nổi tiếng nhưng món ăn yêu thích không phải là yến hay bất kỳ sơn hào hải vị nào khác, mà là khoai lang. Còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cảm xúc mà Việt Hương xin lành. Mà Việt Hương xin dần lại để tâm sự với Wendy, với quý vị khán giả trong thời gian sau, Việt Hương nghẹn ngào kể lại. Việt Hương cho hay, dù không thể trả lời hết tin nhắn của đồng nghiệp và cũng không dám có phản hồi gì trên truyền thông, nhưng cô cho biết mọi người yêu mến Phi Nhung. Trong cả hành trình, Việt Hương không chia sẻ điều gì vì sợ bày tỏ điều gì không đúng sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Có rất nhiều nhà sư ở khắp mọi nơi gọi điện cho Hương hỏi tình hình Phi Nhung như thế nào. Khi Phi Nhung mất, thể các nhà sư gọi điện hay các khán giả lớn tuổi đều cũng quan tâm, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Phi Nhung, Việt Hương nói thêm. Nữ diễn viên bày tỏ, chỉ khi về đến Mỹ, gặp được Wendy, trao lại hũ cho cốt của Phi Nhung, cô mới vỡ òa cảm xúc bởi những dồn nén phải giấu kín suốt thời gian qua, khi dặn lòng phải mạnh mẽ để chăm sóc và lo hậu sự tâm tất cho người đồng nghiệp. Trong phần phát biểu của mình, Việt Hương cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho cô hoàn thành nhiệm vụ của gia đình mà Wendy đã giao. Cô cũng cảm ơn ekip, các bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp đỡ gia đình Phi Nhung. Cảm ơn người hâm mộ của Phi Nhung và nhấn mạnh đây là những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn các sư, các thầy, các bạn, các đồng nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt nhiều đồng nghiệp trong nước đã gửi vòng hoa rất nhiều. Nhưng nữ diễn viên xin phép không được chuyển thành hiện kim để đóng góp vào quỹ từ thiện như đúng ước nguyện của Phi Nhung.